sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là cái nôi của dân ca Ví Dặm. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Lê Tiến Huy ở đại đội 18 thông tin, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, có một giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Không chỉ vậy, anh còn có một tấm lòng sâu nặng với dân ca Ví Dặm, gắn bó với dân ca từ ngày còn nhỏ, nên khi trở thành người lính, anh là cây văn nghệ nổi bật của đơn vị. Ngoài việc tham gia biểu diễn các tiết mục dân ca, anh còn dành nhiều thời gian để luyện tập, truyền ngọn lửa đam mê dân ca Ví Dặm. Tôi rất là tâm huyết về Ví Dặm, bởi vì bản thân mình cũng nghiên cứu sưu tầm, rồi là sáng tác, rồi soạn lời, rồi học hỏi rất là nhiều những cái anh chị nghệ sĩ đi trước. Nhiều lúc tự mình cứ hát một mình thôi, nhưng mà đó là cái tình yêu Ví Dặm của tôi. Khi đã được nhà nước phong tặng cái danh hiệu về nhà nước tổ, thì mình phải có trách nhiệm truyền dạy cũng như bảo tồn cái di sản văn hóa của cha ông để lại. Là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ người lính quê bác hát dân ca của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nên anh Lê Tiến Huy càng hiểu rõ và phát huy tích cực thế mạnh của mình. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ của người chiến sĩ với vai trò của người thầy trong việc dạy hát dân ca, thiếu tá Lê Tiến Huy còn có nhiệm vụ dạy hát và lan tỏa tình yêu Ví Dặm đến các chiến sĩ trẻ. Vai trò của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Tiến Huy rất là quan trọng. Chính từ những hoạt động là sáng tác, biểu diễn, truyền thụ của chính là đồng chí Huy thì đã góp phần vào lan tỏa tình yêu dân ca Ví Dặm đến tận mỗi quân nhân của mỗi cán bộ chiến sĩ từ đóng tỉnh, đặc biệt là đối với chiến sĩ trẻ. Với chất giọng tốt, khả năng tiếp thu cao, nghệ nhân ưu tú Lê Tiến Huy còn là một trong những hạt nhân năng nổ trong việc phổ biến và lưu truyền dân ca Ví Dặm tại đơn vị và địa phương. Câu lạc bộ thì có rất là nhiều hội viên là hát hay, có năng khiếu, nhưng mà phải kể đến cái công lao của nghệ nhân ưu tú Tiến Huy phụ trách về nội dung và tập luyện các cái chương trình thì đều dưới cái sự dàn dựng chỉ đạo của nghệ nhân ưu tú Tiến Huy. Là một người đang đương chức, đang làm việc trong quân đội, nhưng mà rất nhiệt tình, rất tận tâm và rất chú toàn với câu lạc bộ. Luôn dành nhiều thời gian để sưu tầm, biên soạn các làn điệu dân ca, xây dựng các hoạt cảnh, các chương trình cũng như tham gia trình diễn nhằm lan tỏa dân ca Ví Dặm trong môi trường quân sự cũng như trong đời sống thường nhật. Năm 2019, thiếu tá Lê Tiến Huy được nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng cao quý cho một chiến sĩ trên quê hương Bác luôn trọn lòng với dân ca Ví Dặm.